Cô Ven TV xin chào các bé. Hôm nay con chở Elsa có một chiếc siêu xe màu vàng. Các bạn vừa thích không nào? Đây một chiếc siêu xe của công chúa Elsa, một chiếc siêu xe màu vàng rất là đẹp. Wow. Đây gọi là xe Lamborghini. Wow. Rất tuyệt vời phải không nào? Đây, các bạn vừa thích không nào? Wow. Hãy bảo bố mẹ mua cho một chiếc xe siêu xe đồ chơi nha. Ôi trời ơi, ai kia? À, chính là quái vật lợn. Rất là hung dữ. Wow. Ta sẽ đến đây để bắt cóc công chúa Elsa. Wow. Ôi sợ quá. Ta dùng chiếc xe cày này để lật tung chiếc ô tô luôn. Tên quái vật lợn nhìn rất là kinh khủng. Hắn sẽ bắt cóc công chúa Elsa. Tên quái vật lợn đã bắt cóc được công chúa Elsa, bây giờ hắn sẽ phá chiếc ô tô. Công chúa Elsa rồi, bây giờ phải làm sao bây giờ? Không sao cả, đã có hai anh người nhẹ. Chúng ta mới chỉ xuất hiện thôi mà người đã sợ một mẹ luôn đấy. Tình khoái vật động đang là sợ chết chết. Máu thả công chúa Elsa ra để cùng bọn ta sẽ xử mấy người. Người làm gì được ta? Công chúa Elsa, nàng có làm sao không? Ôi, thật may mắn quá. Thật may mắn quá. Thật may mắn là ta đã được hai người nhẹ giải cứu. Wow, quá hạnh phúc. Tên quái vật lợn rất là xấu xa, hắn đã bị đánh bại. Quái vật lợn rất là nhỏ bé, rất là hèn mình. Rồi, nhưng mà không sao. Ta đã tỉnh lại đây, nhờ các người làm gì được ta. Quá là khỏe luôn. Wow, tên quái vật lợn thật là kinh khủng. Rồi hai người nhẹ bây giờ phải dùng cách gì đây nhỉ? Tên quái vật lợn thối thè. Chúng ta đã đánh được bại hắn. Dám bắt cóc công chúa Elsa. Wow. Đây chính là tên quái vật lợn đáng ghét. Hắn đã bị đánh bại. Giờ sẽ đặt tên cho công chúa Elsa. Hai người nhẹ. Rồi. Đã giải cứu được công chúa Elsa và chiếc siêu xe. Hai người nhẹ quá giỏi luôn đấy. Rồi. Có tuyệt vời. Như vậy hôm nay hai người nhẹ đã đánh bại được tên quái vật lợn hung dữ.
Mình chỉ tính quái vật bản thân dễ để giải cứu công chúa yêu xe. Và chiếc siêu xe màu vàng này rất là tuyệt vời đấy không nào. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bé trong video tiếp theo. Bye bye.